Dạ, và vậy thôi. À, hôm nay con nhận được số tiền 12 triệu của chú Sang Trần ở California gửi về để xây cái nền nhà cho bà Bảy. Dạ, thì chú gửi cho con là 1.000 đô. Thì con đổi tiền đô ra tiền Việt là 23.150.000. Thì tiền nhà để cho bà Bảy là 12 triệu. Còn tiền còn lại là cho bà Ba là 11.150.000. Thì cái số tiền mà hôm trước chú sẽ nói với con là để xây hết toàn bộ cái nhà cho bà Bảy là 41 triệu. Mà hai ngày trước thì mình đã làm cái sườn ở trên rồi, thì 29 triệu là 41 trừ cho 29 thì số tiền cái nền còn lại là 12 triệu. Dạ, thì bây giờ con đã nhận đủ rồi. Con lên để con kêu chú Sệ xây cái nền cho bà Bảy. Bây giờ con vô nhà con coi, hình như con nghe là chú Sệ đang làm đó, đúng không bà Bảy? Dạ. Bà Bảy, bà Bảy có gửi lời cảm ơn tới chú Sang Trần không? Gửi lời cái là nghe này kêu cái gì? Dạ, chú Sang Trần. Nó kêu chú á. Chú Sang Trần. Dạ. Tôi xin mà được chị tôi mang ơn chị lắm. Giúp. Dạ, thì mình cũng thay mặt cho bà Bảy. Bà Bảy mừng quá nên bà Bảy không có biết nói gì hơn ngoài là cảm ơn. Dạ, thì chúc cho chú tôi là... không có lời lẽ nói chuyện. Dạ, chúc cho chú có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Bây giờ con với bà Bảy vô nhà tham quan nha bà Bảy. Dạ, đi bà Bảy ơi. Đi. Chú Sệ ơi. Ủa chú Sệ, thì là cái nền phía dưới này mình không có đặt bỏ hả, mà mình để đá trồng luôn. Sắp tìm lớp đá 46 luôn. Vậy hả? Ừ, sắp giá hết luôn. Giá mà bên cái hồ năng lên. Sao nó đập đây chứ? Thì cái tàu nó lên. Dạ, vậy là mình xây này là chừng nào xong rồi chú Sệ? Từ đây bắt đầu cho tôi đi thắt giờ không có giao kẹp mùa mai đủ. Nếu giao kẹp thì sáng giờ cán này chụp lót cầu lên. Dạ, vậy là nhà tôi giao chỉ có đủ. Ừ. Dạ, cũng độ khoảng là nếu mà giao rồi thì chiều nay xong. Nhưng mà chưa giao thì ngày mai thêm buổi nữa. Chắc mai buổi. Dạ, vậy là chừng nào xong thì con gửi tiền cho chú Sệ luôn nha. Ờ, rồi. Rồi, đâu lấy tiền cho nó. Hai buổi.
rồi. Dạ.